Qua tìm hiểu, nhận thấy ốc bưu đen là loại dễ nuôi, phù hợp với khí hậu địa phương, chi phí đầu tư thấp mà mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên anh Bang quyết định đầu tư nuôi. Năm 2014, vợ chồng anh Trần Quý Bang ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thầu gần 3 ta vùng đất nông nghiệp ngập nước, khó sản xuất, thuộc khu vực Đồng Cửa Chùa, xã Đức Thành, Yên Thành, để làm trang trại nuôi ốc bưu đen, hay còn gọi là ốc nhồi. Đầu năm 2019, tận dụng diện tích nuôi cá, vợ chồng anh Trần Quý Bang đã đầu tư mua 5 vạn con ốc bưu đen giống với giá 20 triệu đồng. Đến nay, thả nuôi hơn 50 vạn con ốc bưu. Mỗi năm, gia đình ông Bang xuất bán ra thị trường 7 tấn ốc thịt thương phẩm và hơn 150 vạn con giống. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn thu về hơn 1 tỷ đồng một năm.